Xin được thân ái kính gửi lời chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Đàm Luận Thế Sự kỳ thứ 23 của chúng tôi thuộc hệ thống truyền thông truyền hình Cali Today. Thưa quý vị, hôm nay người ta gọi là ngày Song Tứ, tức là ngày 4 tháng 4 năm 2019. Nhớ lại 70 năm về trước, năm 1949, khi mà Trung Cộng đã chiếm toàn bộ đất nước lục địa, khi mà làn sóng đỏ ở tại Liên Xô trở nên mạnh mẽ, quét hết tất cả những nước nhỏ trở thành chư hầu, khi mà các quốc gia châu Âu đang lo ngại với sự xâm lược của Warsawa của nước Nga cộng sản, điều đó đã khiến cho thế giới cần phải ngồi lại để chung tay hợp lực chống lại cái làn sóng đỏ. Và thưa quý vị, ngày 4 tháng 4 năm 1949, NATO ra đời. 70 năm trôi qua, từ một thiếu niên, trung niên, rồi bây giờ 70 năm trở thành già nua rồi. Nhân sanh thất thập cổ lai hy thì NATO cũng đã 70 tuổi vừa tròn. Và hôm nay, ngày kỷ niệm đó được tổ chức tại Washington. Nhưng không khí tưng bừng của các vị lãnh tụ trước đây có còn mang cái sự hí hửng, vui vẻ và thân thiện, hay là mỗi người mỗi cạnh dường như là một sự lạnh lẽo trong một cuộc họp chính thống để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NATO ở tại Washington DC. Thưa quý vị, trong suốt quá trình 70 năm, buồn vui, tất cả những gì cũng đã có, cay đắng, ngậm ngùi, hy sinh và giúp đỡ, tất cả đều có hết. Tuy nhiên ngày hôm nay, với chương trình Đàm Luận Thế Sự kỳ thứ 23 này, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, cùng với anh Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Cali Today, anh Nguyễn Xuân Nam, sẽ đem đến với quý vị những suy tư, những điều mà chúng tôi nhìn thấy qua những cái dữ kiện đang xảy ra, và chúng ta bàn luận để thấy được những điểm gì mà trong suốt thời gian 70 năm qua đang ngồi lại ở tại Washington. Nó có cái bề nổi, nó có những cái sự vui buồn, nó có những sự chia cách, có những sự trách móc gì ở trong cái cuộc họp này, khi mà hiện tại Tổng thống Donald Trump là Tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và các vị nguyên thủ ở tại châu Âu dường như càng ngày nó càng không có lấy gì là mặn nồng cho lắm. Vậy thì thưa quý vị, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị bước vào phần đàm luận với anh Nguyễn Xuân Nam. Và chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được kính chúc quý vị an vui và trân trọng kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Nguyễn Dũng, trân trọng kính chào quý vị. Mấy hôm nay đó, châu Âu và Mỹ Châu, cái đề tài NATO được bàn đến nhiều. Như giáo sư Dũng đã nói đó, vào thứ hai vừa rồi thì thứ hai là một tay hai tay gì đó, thì bên châu Âu thì ông tổng thư ký của NATO họp báo, thứ ba tổng thư ký NATO gặp tổng thống Donald Trump, thứ tư tổng thư ký NATO đọc bài diễn văn trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ. Sự kiện này cực kỳ quan trọng, là sẽ nói thêm. Và hôm nay thứ năm, hôm nay là 70 ngọn nến mừng sinh nhật của NATO lần thứ 70 đã được đốt lên tại Hoa Kỳ. Nhưng mà như giáo sư Dũng có nói nãy đó, xưa sao phong ngắm lũ là giờ sao có vẻ như tan tác như hoa đầu đường. Cái câu thơ cổ. Vâng. Cái đó của Trần Nguyên Du. Có cái điều nữa là cùng lúc này thì báo chí ở châu Âu có một cái bài đọc cũng vui, thì nó bắt chước tác phẩm cũ của triết gia của người Đức là ông Friedrich Nietzsche. Ông là có tác phẩm nổi tiếng là Zarathustra đã nói như thế đó, Der Spuk Zarathustra đó. Cái tác phẩm nó đang nổi tiếng là tác phẩm mang tên là God is Dead, Thượng Đế đã chết rồi. Thì bây giờ họ bắt chước cái tựa đó, cuốn sách triết học đó, họ nói NATO is dead, NATO đã chết rồi.
thì một bài báo khác cũng chạy cái tựa Long Live NATO, vạn tuế NATO. Như vậy là NATO đã chết, đang chết, hay là NATO được vạn tuế để đáp ứng cái nhu cầu của nhân loại trong cái thời đại mới này, nếu có đã là nhu cầu gì, thì đó là cái đề tài mà giáo sư Dũng cùng chúng tôi để luận bàn thế sự cùng tất cả quý vị. Chúng tôi trước hết xin cảm ơn quý vị đã rong chơi với chúng tôi từ Venezuela sang Bắc Kinh, sang Trung Cộng, sang đủ thứ quốc gia. Chúng ta lòng vòng trên cái thế giới này, hành tinh này để đi thăm một số quốc gia và bàn bạc những cái điểm nóng mà nhân loại đang đương đầu. Thì trong cái bài nói chuyện vừa qua, mấy 23 kỳ vừa qua được quý vị rất là khích lệ, thì giáo sư Nguyễn Dũng, anh Nguyễn Ngọc Bùi, Nguyễn Hoàng Duyên, anh Đỗ Vinh Hưng cùng chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tới tất cả quý vị. Quý vị chỉ cần click vào cái ô màu đỏ phía dưới cái màn hình có chữ subscribe, đăng ký đó, ghi danh đó, thì quý vị ghi danh vào cái channel này, thì cái kênh này, thì quý vị sẽ nhận được những video thường xuyên chúng tôi mới nhất, để cho hàng ngày chúng ta có cái dịp để mà trao đổi cùng với quý vị vòng quanh du lịch thế giới, luận bàn chuyện thế giới. Thì bây giờ trước khi mình bước vào chuyện á, thì có lẽ NATO là một cái lực lượng mà có thể nói giáo sư Dũng vừa nói đến chút lịch sử, được ra đời ngày 4 tháng 4 năm 1949, trong một bối cảnh lúc đó chúng ta thấy kinh hoàng thế này, thưa quý vị. Chúng ta hình thấy cái sự ra đời của NATO giống như xuất hiện một hiệp sĩ vậy. Bởi vì thứ thật, chứ không phải là Don Quixote của Cervantes là thì hiệp sĩ cuối mùa. Đây là một, NATO ra đời như một tráng sĩ, một hiệp sĩ trừ gian diệt bạo. Tại sao thưa quý vị? Năm 1945, đại diện thế chiến kết thúc, thì cái làn sóng đỏ từ Liên Xô bành trướng sang Đông Âu, bành trướng sang Nam Mỹ, bành trướng sang Bắc Mỹ, bành trướng sang Châu Phi, bành trướng sang Á Châu, và càng ngày được tốc độ càng mạnh. Ở bên Việt Nam cũng có cái chuyện này. Trung Cộng, Trung Hoa lúc đó thấy rất là rõ, thì với cái phong trào của chiến giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông, và năm 1949 cũng được xem là cái năm cuối cùng mà Tưởng Giới Thạch còn giữ được ở Trung Hoa lục địa, và trước khi bỏ chạy sang Đài Loan. Như vậy cái làn sóng đỏ đó, nó đang một làn sóng của quỷ đỏ đang tràn ngập, lấn áp và đe dọa cái nền dân chủ thế giới. Thì lúc đó cái sức mạnh nó không có một nhân vật nào, một quốc gia nào đủ sức ngăn chặn lại cái làn sóng đỏ, không đủ sức thưa giáo sư. Cho nên người ta mới nghĩ ra khái niệm là các quốc gia ở Tây Âu và Bắc Mỹ gộp sức lại với nhau thành một sức mạnh liên minh, gọi là sức mạnh liên minh của Minh ước Bắc Đại Tây Dương, để dùng cái sức mạnh này để mà đối phó, chống đỡ, bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ tự do và giữ cái thành trì dân chủ và giúp đỡ cho các nước trong hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản phát triển. Thì chúng ta thấy cái sự, nếu chúng ta coi cái chủ nghĩa cộng sản là cái ác, cái thế lực đen tối như cái nhân loại là cái ác, thì sự ra đời của làm cái anh hùng, là một tráng sĩ trừ gian diệt bạo. Cho nên NATO đã bước ra trong cuộc như là một cái người anh hùng xuất thế, đưa kiếm, rút kiếm, xông vào trận để bảo vệ châu Âu. Và cho đến khi mà châu Âu không còn người cộng sản nữa, thì NATO tưởng rằng đã chết. Đó là năm 1992, khi mà Liên Xô sụp đổ, Đông Âu không còn là cộng sản nữa, thì ta nghĩ rằng lúc mà anh được dựng ra, được tạo ra, được thành lập để đối với Liên Xô và Warsaw,
bây giờ Liên Xô Bắc Sa Pa không còn nữa thì đối lại cái gì? Phải chăng là cái mục đích tồn tại của NATO không còn nữa? Cho người ta lúc đó ta nói là lẽ ra NATO phải chết bất tử từ năm 1992. Nhưng mà cái năm đó NATO không chết, thì tại sao bây giờ ta nói nó chết? Nó chết chưa? Thì chúng ta sẽ bàn sau tiếp phần sau. Nhưng mà có một cái lần mà NATO bệnh cũng nặng, nội thương cũng nặng, đó là năm 1966 khi Pháp rút khỏi ra khỏi NATO. Và như lúc đó châu Âu bị xung đột nội bộ nhiều, nhưng mà NATO cũng vượt qua. Như vậy trải qua một vài cơn đau binh và trải qua thời thế, nhưng mà NATO vẫn sống đến nay để thắp được ngọn nến lần thứ 70 sinh nhật. Dù cái ngọn nến đó có trong hoài nghi, trong chia rẽ, trong ngờ vực, trong cái sự mất đoàn kết, nhưng mà NATO vẫn còn sống. Và NATO chưa chết. Không phải là NATO is dead, không phải God is dead. Chưa cần phân ưu. Nhưng mà chưa cần cái phó, chưa cần phân ưu. Và long live NATO. Long live NATO. Kính thưa quý vị, năm 1945, quý vị biết cầu không vận từ Hoa Kỳ đã đem đến cho người dân Đức một cái cuộc sống tốt hơn. Và hai quả bom tại Hiroshima và Nagasaki từ năm 1945 cũng đã cho thấy sức mạnh của Hoa Kỳ. Và cái làn sóng đỏ nó đã xuất hiện trước đây từ năm 1917 ở tại Liên Xô, rồi dần dần nó tràn qua các nước Đông Âu, rồi đến năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã chiếm cả lục địa và đẩy Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan. Chúng ta thấy đất nước Việt Nam của chúng ta từ năm 1945, sự hiện diện của Hồ Chí Minh đã mang cái chủ thuyết cộng sản cũng là một trong những cái điều mà thiên hạ đã thấy rằng một cái chủ nghĩa đã đem đến cho người dân những nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Cho nên năm 1949 vào ngày 4 tháng 4 thì tất cả các quốc gia ở tại Bắc Bình Dương, tức là North Atlantic Treaty Organization, tức là NATO đó, người ta đứng ngồi lại và cùng với Hoa Kỳ, hay nói đúng hơn, Hoa Kỳ là một cái nước đã có được cái thành tích như vậy, cho nên họ đã thấy rằng Hoa Kỳ đúng là một cái người có thể dẫn đầu để tạo ra một cái sự gắn bó với các nước Âu Châu, đặc biệt là trong đó các quốc gia Tây Âu hùng mạnh cùng với Hoa Kỳ để sát cánh với nhau, chia sẻ những vấn đề thông tin và nhất là về vấn đề quân sự. Làm thế nào để chống lại với cái làn sóng mà nó đã xâm nhập vào các nước tiếp khác, Ba Lan, Hungary, cũng như là một số các cái nước đã bị Liên Xô nắm lấy. Cho nên năm 1949, từ lúc đó đó, chúng ta mới thấy rằng khi mà cái khối NATO ra đời rồi đó, thì các nước nhỏ không còn trở thành nạn nhân của Liên Xô. Đó là cái thành tích mà chúng ta thấy rằng từ khi Liên Xô đã dừng lại và liên tục khối NATO đã có những cái hoạt động mà trong đó phải công nhận là Hoa Kỳ là một quốc gia đầu tàu, đã đổ rất nhiều tiền bạc và vũ khí để bảo đảm cho cái lá chén chống lại cái sự tham vọng mà Liên Xô lúc này đang bành trướng rất là mạnh. Nhìn lại cái dòng lịch sử, chúng ta thấy từ năm 1949 cho đến năm 1975 thì các cái chế độ cộng sản dường như nó đã hừng hực. Và người ta nói rằng năm 1975, ngày 30 tháng 4 là cái đỉnh cao cuối cùng của chế độ cộng sản, bởi cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Và cái sự sụp đổ đó cũng chính là cái điểm mà xã hội chủ nghĩa sẽ bị tan thành. Mà quả thật cái điều đó thì chúng ta cũng chưa nói ở nơi đây, bởi vì cái bước chân của người tị nạn trở thành một cái mission, một cái sứ mệnh gì đó, thì sau này chúng tôi sẽ có một cái chương trình khác. Tuy nhiên đối với vấn đề NATO thì chúng ta đã biết rằng cái sự ra đời của NATO trở thành một thanh kiếm để mà chống lại với cái bảo tàng, với cái sự xâm lược mà cái làn sóng đỏ của Liên Xô, của tất cả các quốc gia mà ở tại Đông Âu đang phải ngờ vực và sợ sệt. Tuy nhiên, cái hình thành của khối NATO nó tốt đẹp như vậy, nó trở thành một anh hùng cứu mỹ nhân, nó trở thành một cái điểm mà người ta có thể dựa vào đó như là một cái symbol cho cái tự do
dân chủ đối lại với cái độc tài cộng sản. Nhưng mà năm 1989 khi mà Liên Xô sụp đổ, kéo theo cái thành Bá Linh cũng tan tành và các nước Đông Âu đã vùng lên chống lại cái sự xâm lược của Liên Xô giành lại độc lập, trong đó có Ba Lan, Tiệp Khắc, vân vân. Thì cái sứ mệnh của cái thanh kiếm đó có còn giá trị nữa hay không? Và dĩ nhiên chúng ta đã thấy rằng trong lúc bây giờ NATO đã có vẻ chật chội, cho nên cái sự kiện đó đã khiến cho một số những nhà bình luận thấy rằng NATO chuẩn bị xếp vó bởi vì không còn nhiệm vụ nữa. Nhưng mà quá thật, cái điều đó đó chúng ta càng thấy rằng cái sự hình thành của một cái chế độ dân chủ ở tại nước Nga đó nó quá mơ hồ và nó là con đẻ của chế độ cộng sản, cho nên người ta là rất ngờ vực. Và cũng chính cái sự ngờ vực đó thì cái khối NATO là càng cần thiết hơn, và sau này một số các quốc gia lại được xin vào để trở thành thành viên của các khối NATO. Cho nên sau năm 1992 thì khối NATO lại tăng thêm chứ không phải là yếu thêm. Tuy nhiên cho đến giờ phút này đó, thưa quý vị, chúng ta thấy có nhiều cái sự rạn nứt, và trong cái tình trạng rạn nứt này không biết rằng cái khối NATO đó nó vẫn còn tiếp tục đi đường dài hay là tới đây sinh nhật lần thứ 70 là lần sinh nhật mà chúng ta không thấy những cái điểm gì tốt đẹp. Vậy thì trở lại với anh Nguyễn Xuân Nam. Thưa với anh, trong cái kỳ này đó, quả thật chúng ta vẫn thấy rằng cái khối NATO không có mặn mà cho lắm, mà nhất là Tổng thống Donald Trump cũng đã có nhiều cái sự chỉ trích đối với các quốc gia thuộc thành viên khối NATO về vấn đề tài chính cũng như là một số những cái vấn đề lỏng lẻo trong cái vấn đề chiến dịch quân sự. Vậy thì với cái nhận xét của anh thấy như thế nào trong cái ngày sinh nhật 70 này thưa anh? Cảm ơn giáo sư Dũng. Vợ chồng mà sống 70 năm với nhau đó, nhiều cặp phải ly dị. Vậy thì NATO quá giỏi. Đúng không? Đúng không? Rồi có nhiều lúc mà đập bàn đập ghế, hay nhiều lúc cũng bỏ nhà ra đi một vài đêm trước khi trở về lại, hòa giải trở lại. NATO cũng như vậy thôi. Không có gì khác hơn. Một cái hôm nay, hiện nay đó, NATO đứng trước những cái vấn đề rạn nứt khá lớn. Ta được kỷ niệm lần thứ 70 là kỷ niệm đầy rạn nứt trong khối NATO. Người ta nói đùa đến mức độ này, nhất là tổ chức tại Hoa Đình Đúng. Tại vì khi lên tranh cử đó, ông Tổng thống Trump đã cho rằng NATO là một tổ chức obsolete, lỗi thời rồi. Lỗi thời, xưa. Xưa rồi. Nó xưa và thời thế, tại vì đâu còn Liên Xô nữa, đúng không? Nó xưa và thời thế, thời cuộc năm xưa. Đâu còn chống đối cộng sản nữa, thời cuộc năm xưa. Và những bất đồng nội bộ nữa. Cho nên tôi bảo là hoặc là thay thế nó, hoặc bỏ nó, hoặc Mỹ rút ra. Và ông Trump còn phê bình cái thứ hai nữa là gì? Gánh nặng nó nằm trên vai quá lớn cho một quốc gia đó là Hoa Kỳ. Cho nên theo chủ nghĩa America First, quyền lợi Mỹ trên hết, thì ông Trump chỉ trích rất nặng nề về NATO. Nhưng mà cái sự chỉ trích đó càng ngày càng nguội dần, nguội dần, nguội dần. Và bây giờ trong cuộc gặp với ông tổng thư ký của NATO vào ngày thứ ba vừa qua tại phòng bầu dục tòa Bạch Ốc, thì hai bên đã bày tỏ cái commitment với nhiệm vụ của NATO trước những đe dọa trong thời gian tới, có nghĩa là Mỹ có vẻ hôm qua tổng thống Trump có vẻ dấn thân hơn, gắn bó hơn, tuy nhiên vẫn đòi hỏi là các nước phải đóng song phẳng 2% của mình vào ngân sách của GDP của mình vào trong quốc phòng của NATO. Thì hiện nay người ta nói có những khi mà các vị bộ trưởng ngoại giao các nước về Hoa Kỳ đốn để cùng châm lửa đốt đèn 70 đèn cầy mừng sinh nhật của NATO, thì người ta nói đùa nhau là anh nào cũng cầm cái cell phone đó để check coi thử ông tổng thống ta nói rằng có ông tin gì ông sẽ gửi ra lời nhắn gì đây, cái tin nhắn gì đây, ông chúc mừng gì đây. Cho nên có nghĩa là tạm biệt, thường xuyên tổng thống Trump dùng cái tweet của mình để mà gửi tin nhắn ra ngoài. Thì mấy bộ trưởng ngoại giao, ngoại trưởng các nước trong khối NATO về cũng phải cầm cái điện thoại theo, vừa tay đốt đến tay coi tổng thống Trump cũng không biết gì này. Nhưng cũng cho đến giờ phút này, hôm nay ngày thứ tư chưa biết gì hết, ngoại trừ cái lời hứa là more commitment
của Mỹ đối với NATO trong thời gian tới trước những thử thách đe dọa đối với NATO. Có nghĩa là lục đục nhưng NATO cũng chưa chết, phải không? NATO chưa băng hà. chưa viên tịch. Chưa về cõi vĩnh hằng. Ok. Thế thì thưa quý vị, chúng ta sẽ kể một vài cái mâu thuẫn trong nội bộ của NATO. Cái mâu thuẫn đầu tiên đó là mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Thổ Nhĩ Kỳ, chúng thấy trong thời gian vừa qua, anh Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nhập vào NATO sớm, thuộc loại sớm, năm 1952. 49 thì NATO thành lập, năm 1952 thì Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào. Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ là một cái thành viên kỳ cựu của NATO. Là 68 tuổi thì bổ gì đó. Và thưa quý vị, chúng ta biết là những căn cứ quân sự của NATO nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thổ Nhĩ Kỳ gần như là cũng trong cuộc chiến chống khủng bố thì Thổ Nhĩ Kỳ rất là quan trọng. Nhưng mà nó có điều như thế này, trong thời gian vừa qua, khi mà ở tại Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc lật đổ của vị giáo sĩ, và ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông sau đó ông phục hồi lại quyền lực của ông, giành lại quyền lực của ông, 3-4 ngày sau thì ông kết luận rằng cái vị giáo sĩ do Mỹ xúi giục, và ông bắt giao vị giáo sĩ này từ Mỹ về Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đồ. Mỹ không gì cũng dẫn đồ về. Thì từ đó giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nó giống như là nói không cùng ngôn ngữ chung trong ngôn ngữ của NATO nữa, mà mỗi người đi một đường của mình, đồng sàng dĩ mộng. Và chúng ta thấy rằng á, cái chuyện mà đồng sàng dĩ mộng này nó dẫn đến cái cuộc chiến tại Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Nga. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Kurd, mà Kurd thì giúp cho Mỹ. Cho nên chúng ta thấy cái tại Syria thì cái quyền lợi của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là đối lập. Rồi đó, cũng cú điện thoại giữa ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và ông Tổng thống Trump á, thì ông Tổng thống Trump quyết định rút quân ra khỏi Syria, không tham khảo với Bộ Tham mưu của Mỹ. Cho thấy rằng hai bên vẫn còn hụt hạt. Và cho tới cuộc xung đột mâu thuẫn tại Venezuela, thì Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Mỹ thì ủng hộ Guaido, Thổ Nhĩ Kỳ thì lại ủng hộ Maduro. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là chiến hữu, nhưng mà trên là kẻ thù nhau trên mặt trận Venezuela, đúng không? Cho nên chúng ta thấy là cái xúc xích này là rất là lớn. Rồi Mỹ đó, Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay phải bao nhiêu F-35 của Mỹ, của hàng Lockheed của Mỹ, Lockheed Martin của Mỹ. Thì thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ lại đặt mua, nhưng mà cùng lúc đó thì đặt mua hòa tiện S-400 của Nga. Mà S-400 được theo Mỹ là được chế tạo ra theo ông bộ trưởng, theo ông mà tổng trưởng quốc phòng mà Austin á, là quyền tổng trưởng quốc phòng của Mỹ hiện nay, thì em cho rằng cái hỏa tiện S-400 của Nga được chế ra để nhằm đánh gục F-35 của Mỹ. Và bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ được mua máy bay F-35 lại mua cái S-400 của Nga, thì cái điều này theo ông quyền bộ trưởng quốc phòng của Mỹ cho rằng hành động này đó là nó kêu là không có phù hợp, inappropriate, đúng. Chơi vậy không được. Nhưng mà Hoa Kỳ cản không được, thì ông bộ trưởng ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chuyện này cái điều đã xong rồi, cái việc mua bán đã xong rồi, không đổi được nữa. Và ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ theo một chính sách là dual track policy, song hành. Tại vì NATO không bảo vệ được không phần của Thổ Nhĩ Kỳ
họ thì cần có cái S-400, họ tiền S-400, họ tiền mua của Nga. Còn Hoa Kỳ cho rằng cái đó là mà F-400 á, S-400 là để bắn hạ F-35 của Mỹ. Mà bây giờ mua cái này về thì Nga sẽ nghiên cứu cái F-35 buộc lại và để cải tiến cái S-400 và sẽ compromise với F-35, làm cho F-35 không còn tác dụng nữa. Cho nên Hoa Kỳ cho rằng mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn của hội viên chỉ trích rất nặng. Nhưng mà Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không back out khỏi chương trình này. Và cái căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, và Mỹ làm thành viên của NATO trở thành một không đội trời chung trong nội bộ. Thì đây là một vấn đề lớn. Mỹ vừa rồi có phản ứng là không giao, hoãn giao hai chiếc F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ điều phối qua Arizona để tập bay cho các phi công của Thổ Nhĩ Kỳ. À, khoảng cái việc giao những chiếc F-35 này và huấn luyện phi công của Thổ Nhĩ Kỳ thì cho thấy là cái sự xung đột càng ngày càng lớn. Xung đột càng lớn. Mà cái điều này cho thấy rằng nếu mà Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn từ lần này được tác cử nữa, là Tổng thống nữa đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang bầu cử của Tổng thống, thì cái mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ tiếp tục lên nhà và Thổ Nhĩ Kỳ còn băng đá nữa. Mà cái cánh cửa mở ra của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga nó tương đối lớn, hợp tác tương đối lớn về quan hệ quốc tế với Venezuela, với Syria, về chống khủng bố, không? Về vấn đề phòng thủ, về mấy nước Bắc Đại Tây Dương, thì đây là vấn đề lớn, mà một vết rạn nứt rất lớn là tình trạng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Một vết rạn nứt thứ hai nữa là cái việc mà góp ngân sách của Đức. Thì bà Merkel, bà cho rằng từ năm 2014 đến giờ thì Đức đã gia tăng cái ngân sách đóng góp của mình cho NATO và cố gắng lên tới 2024, tức là khoảng 5 năm nữa thì lên tới 1.5% cái GDP của mình. Trong khi Tổng thống Trump và NATO đều yêu cầu là 2%. Và trong đây Đức á, và Thủ tướng Đức và Bộ trưởng Ngoại giao Đức nói là cố gắng lắm từ đây cho đến năm 2024, 5 năm nữa thì đóng góp lên được 1.5% của GDP của mình. Về Đức á, thì có những cái vấn đề khác nữa. Là Đức, cái việc kế toán cũng là vấn đề nữa. Căn bệnh viện, căn cứ quân sự, tổng hành dinh của NATO, của Bộ Tư lệnh Phi Châu của Mỹ thì nằm tại Đức. Bệnh viện lớn nhất nó nằm Đức, phi trường nằm ở Đức, căn cứ nằm Đức rất nhiều. Thì Mỹ theo cái nghĩa, cái chủ thuyết là cost plus 50 phải trả lại tiền chi phí cộng 50% nữa, đúng không? Cho Đức phải trả cho Mỹ. Và Đức thì tính khác. Đức tính là vậy ai thuê đất, những đóng góp của Đức không bằng tiền bạc, in kind contribution, chẳng hạn như là cái sự đóng góp mà không phải bằng ngân sách tiền bạc trực tiếp, mà và công sức của cải bất động sản vào trong cái đó, thì Đức đã đóng góp rất nhiều. Thì cái đó, cái dựa vào kế toán nào, mà cái cost là cái cost nào, thì nội bộ giữa Đức và Mỹ tranh cãi rất là dữ. Mà cái quyết liệt của Đức á, là không lùi bước trong vấn đề này. Là họ tới muốn đến 2%, họ giữ là hứa của họ để đóng góp một ngân sách 2% cho NATO, nhưng mà họ tăng từng bước, tăng từng từ, tăng dần dần. Họ còn nhiều chuyện khác để làm. Thì như vậy thì họ ý thức được cái nguy hiểm vấn đề quốc phòng của, nhưng mà họ không thể tăng lên 2% ngay, mà họ tăng tới
một phần chấm 5% từ đây nó 2024, sau 2024 thì mới là 2%. Thì đó, thì cái sự xung đột giữa Mỹ và NATO và Đức lại xảy ra chuyện khác nữa. Và người ta nói nếu cái chuyện này không khéo đó, thì ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ và ngay cả Đức cũng không chứa quân đội Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, mà Mỹ sẽ mất những căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ và mất căn cứ quân sự tại Đức luôn. Thì Mỹ cho rằng á, là không thể, trong bài diễn văn của Mike Pence á, thì cho rằng không thể chấp nhận tình trạng một đệ nhất siêu cường của châu Âu là Đức, châu Âu hiện nay là Đức dẫn đầu, mà lại coi thường vấn đề vào quốc phòng như vậy. Và cái thứ hai nữa là lệ thuộc vào Nga về vấn đề năng lượng, là cái đường ống dẫn dầu khí, dẫn dầu khí á, khí đốt và dầu khí từ Nga vào Đức. Cho nên cái cuộc xung đột giữa Đức và Mỹ ngày càng trầm trọng. Bên cạnh đó, chúng ta thấy cái việc mà đối đầu giữa ông Tổng thống Trump và bà Merkel, Angela Merkel, ngày càng trầm trọng. Chúng ta thấy là hai bên gần như không nhìn mặt nhau. Chúng ta thấy hai bên nói ngôn ngữ khác nhau. Thì cho thấy đó, nói ngôn ngữ khác nhau là không hợp với nhau. So với thời Barack Obama thì bà Merkel với Obama rất là gần. Thời kỳ ông Trump thì ông Trump với lại Merkel thì hai phương trời cách biệt, không bắt tay nữa, thậm chí không muốn bắt tay nhau nữa. Do vậy đó là về nhiều vấn đề chứ không phải chỉ vấn đề NATO không. Cho nên khi mà chúng ta thấy đó, trong cái bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Thế giới mà giáo sư Dũng của chúng tôi thưa quý vị trước đây một vài tuần trước tại Berlin, thì chúng ta thấy rằng khi đăng đàn thuyết trình thì ông Mike Pence, phó tổng thống Mỹ, giới thiệu tổng thống Donald Trump thì gần như không có tiếng vỗ tay trong hội trường, đông kín người. Trong khi bà Merkel nói chuyện trước ái nữ Ivanka đó thì tiếng vỗ tay nghĩa là tràn ngập và tràn khắp, cho thấy rằng cái cử tòa cũng đứng phía bà Merkel rất nhiều. Điều cho thấy rằng cái châu Âu và liên minh của an ninh trên thế giới nó vẫn có cái xung đột với chủ nghĩa America First, quyền lợi nước Mỹ lên trên hết. Bà cho rằng này, cái thế giới này được hợp tác trên cái sự bình đẳng, hai bên cùng có lợi, công bằng. Mỹ đấu tranh với Trung Cộng là đòi hỏi thương mại công bằng, hợp tác buôn bán cùng có lợi. Chứ còn nếu mà America First, China First, Việt Nam First thì ai là hợp tác với nhau? Anh ăn cả thì ai hợp tác đó? Cho nên cái lý thuyết của thế giới hiện đại là gì? Là win-win situation, là một cái tình thế mà hai bên lưỡng lợi. Bây giờ một bên lợi thì bên kia phải hại, thì ai sẽ hợp tác với, để đem lợi cho mình? Thì do vậy đó, cái lý thuyết mà America First nó đang ảnh hưởng và tạo thêm cái sự xung đột giữa NATO, trong nội bộ NATO lẫn nhau, mà trong đó đặc biệt là giữa Đức và Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực. Đó là xung đột thứ hai. Cái xung đột thứ ba nữa là cái tình trạng mà Tổng thống Donald Trump tách xa khỏi dần dần cái đồng minh truyền thống của mình, mà có vẻ gần gũi hơn với những kẻ thù của đồng minh. Ví dụ gần với Putin hơn, gần với Kim Jong Un hơn, không? Cái đó là cái điều mà hay những lời mà ca ngợi những cái lãnh tụ độc tài nhiều đó, khiến cho cái đồng minh cảm thấy khó chịu. Trong khi Macron với ông Tổng thống Pháp Macron với Tổng thống Trump cũng cách biệt, rồi Tổng thống Thủ tướng Đức với ông Trump cũng cách biệt, và May, Theresa May của Anh, Thủ tướng Anh với Tổng thống Trump cũng cách biệt. Và cái sự cách biệt nó cứ giữa các nước ở Liên minh Âu Châu với Mỹ, Anh, Pháp, Đức với Mỹ càng ngày càng lớn. Đó là những đồng minh nồng cốt trong liên minh với nước Bắc Đại Tây Dương, mà cái sự
tâm hồn không đồng điệu bởi vì cái chính sách America First. Cho nên khi mà cái bài diễn văn của ông Joe Biden tại cái hội nghị an ninh của thế giới tại Berlin đó, thì ông ta có hứa hẹn sẽ hết, ông sẽ hết cái giai đoạn của tổng thống Trump thì một tổng thống khác của Mỹ lên, thì ông ta hy vọng là sẽ trở về vị trí cũ. Châu Âu và NATO và Mỹ sẽ liên kết lại như trước đây. Nhưng mà cái lời đó lại được cổ suý rất là mạnh, được vỗ tay, được tán thưởng rất nhiều. Nhưng mà cũng có cái sự hoài nghi là cái gì damage, cái gì đổ vỡ, nó đã đổ vỡ rồi thì hàn gắn một ly nước đã đổ ra rồi, múc lại được bao nhiêu, cái tình cảm nó tan vỡ, hàn gắn lại được bao nhiêu phần trăm. Thì cái nội tình của NATO 70 năm là có những vết rạn nứt bên trong nội bộ như vậy. Rạn nứt về bên trong nội bộ là từ chính sách của Mỹ và các quốc gia NATO, từ đụng chạm về vấn đề vật chất, từ chính sách về vấn đề mà sự trả tiền chi phí cho quân đội Mỹ tại các nước, cho đến cái vấn đề mà liên minh trên thế giới này giữa Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước NATO với Đức, với Nga, với Trung Cộng v.v. khiến cho, hay là gần đây nhất cái Huawei đó, Mỹ tìm mọi cách và cử nhiều phái đoàn qua thuyết phục châu Âu, những đồng minh quan trọng của Mỹ, để tẩy chay Huawei, nhưng mà tiếng nói Mỹ không trọng lượng. Các nước bây giờ chỉ một nước châu Âu đã cấm Huawei đi, chưa anh nào đứng ra cấm hẳn Huawei hết. Nể mặt Mỹ lắm đó, nó tôi xem lại, hay là có thể khắc phục được về an ninh, có thể mà đề phòng, nhưng mà cấm thì không. Cho thấy rằng cái tiếng nói của Mỹ đối với các đồng minh lâu năm tại châu Âu nó không còn trọng lượng như trước đây nữa. Đâu rồi cái thời mà Mỹ hô một tiếng á, mấy chục quốc gia trên thế giới đua quân sang Afghanistan, Pakistan sau 9/11. Đâu rồi cái thời mà Nga xâm lược vào Ukraine, Nga xâm lược vào Crimea thì cả một châu Âu, cả một thế giới đứng dậy. Đâu rồi cái thời đó? Cho nên cái chính sách của một chính quyền nó rất là quan trọng. Nó có thể kết nối lại những liên minh, kết nối với bạn bè, hoặc là tách rời được bạn bè. Cho nên cái bài diễn văn của ông mà, chứ mình sẽ nói thêm cái bài mà ông tổng thư ký của NATO, ông nói bài diễn văn ở tại Liên Hiệp, ở tại Lưỡng Viện Quốc hội Hoa Kỳ, bài diễn văn cực kỳ hay, tế nhị, khéo léo, đầy xây dựng, rất là hay. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Trở lại giáo sư Dục nha. Dạ vâng, cảm ơn cái sự phân tích của anh cũng cho chúng ta thấy rõ. Tuy nhiên thưa quý vị, quyền lợi mà thật sự đã khối NATO được ra đời đó, thì trong cái bề diện chúng ta thấy rằng đây là một cái sự hình thành của một cái liên minh để chống lại cái sự xâm nhập của Tàu, của Cộng sản ở tại Liên Xô đối với các nước Tây Âu, đối với các nước Đông Âu. Thực tế thì Hoa Kỳ ở cách xa và Hoa Kỳ đó cũng khó mà đụng chạm tới. Tuy nhiên nếu mà nói cái mặt quyền lợi đó thì khối NATO nó có quyền lợi gì đối với Hoa Kỳ hay không? Và chúng ta thấy rằng trong suốt bao lâu nay đó, cái vấn đề tình hình bất ổn mà dưới con mắt của những nhà phân tích ấy, thì họ thấy rằng nước Nga mặc dù là cộng sản nhưng mà đến bây giờ đó, cái khối NATO nó vẫn còn vững mạnh và có thể chống lại với cái sự là bành trướng của nước Nga. Và nếu có một cái điều gì đi nữa, kể cả Crimea hay là một số các quốc gia mà nước Nga họ lấn chiếm đó, thì họ có thể giải quyết trong một cái trình tự gì đó. Nhưng cái điều hiện giờ đó thì chúng ta thấy rằng cái anh mà đối với Hoa Kỳ là cái điều đáng sợ nhất chính là Trung Cộng. Cho nên đó, trở lại với cái câu chuyện hồi nãy, chúng ta thấy rằng ông Tổng thống Donald Trump đó, ông có cái vẻ thân thích hơn với ông Tổng thống Nga, cũng như là ông Kim Jong Un, là những cái người mà đối với các nước ở tại Tây Âu họ cho đó là những cái kẻ xâm lược. Nhưng mà cái điều này đó, chúng ta phải thấy rằng có một cái điều gì đó để mà thân thiết
hoặc là có một cái sự gần gũi nào đó để có thể chống lại với cái sự xâm lược hoặc là cái sự bành trướng bá quyền của Trung Cộng hay không. Thì cái điều này chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt để đàm thoại, đàm luận về những vấn đề này cho nó rõ ràng hơn để quý vị có thể thấy được. Nhưng mà hiện giờ đó, nếu mà chúng ta nói đến cái ngày 4 tháng 4 năm 2019 này đó, kỷ niệm 70 năm, thì tất cả các ngoại trưởng của các khối trong NATO cũng đã đến và họ cũng đã có những cái sự hoang mang. Tuy nhiên, cho đến cái phút mà chúng tôi lên ngồi nói chuyện đây đó, thì cái tình gọi là mặn nồng, hay nói đúng hơn là cái chuyện mà cơm lành canh ngọt giữa ông Tổng thư ký của bên NATO và Tổng thống Donald Trump ở tại Hoa Kỳ đó, nó cũng có tính chất rằng nhẹ nhàng hơn, và nó cho chúng ta thấy được một cái hình ảnh là NATO nó không thể một sớm một chiều mà có thể tiêu ma được. Bởi vì cái sự hiện diện của NATO đó không phải nó chỉ ra đời chỉ có mục đích là chống lại Cộng sản, bởi vì Cộng sản nó có nhiều cái mánh khóe đó. Và dĩ nhiên là không phải riêng về Cộng sản, mà khối NATO nó còn nhiều cái nhiệm vụ hơn hẳn nữa. Tức là nó chống cái ác, nó chống cái gì đó mà nó xâm nhập làm cho cả một cái khối tư bản hoặc là cả cái khối dân chủ có thể bị rạn nứt, bị nghĩa là siêu vẹo hay là bị mất đi một cái quyền lợi tốt đẹp gì đó. Cho nên với cái nhìn đó đó, thì tôi thấy rằng cái sự mà long leash của NATO đó nó vẫn còn trường tồn, chứ không phải đến đối nào mà nó có thể một sớm một chiều. Với hơn nữa là một số các quốc gia vẫn tiếp tục bước vào trong khối NATO, chứng tỏ rằng khối NATO vẫn có một cái sức mạnh, có một cái lực để có thể làm cho quốc gia họ mạnh hơn. Nhất là một số các quốc gia mà Livash hay là một số Armenia đã bước vào trong khối NATO. Cho nên với cái số mà 2% cái GDP để mà tăng cái ngân sách quốc phòng đó, cho đến giờ phút này chúng ta thấy là NATO nó có được một cái số tiền lớn mà giảm đi cái gánh nặng của Hoa Kỳ cũng là một cái điều mà chúng ta dễ hiểu. Vậy thì thưa Vân Nam, với những cái nhận định này, với những cái sự rạn nứt và với những cái điều mà anh vừa trình bày đó, liệu rằng NATO nó có cái quyền lợi gì để mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ? Bởi vì nếu rằng nói là cho Tây Âu không thì không có gì cho Hoa Kỳ ấy, thì tại sao họ lại bỏ tiền ra? Vậy thì nó có cái mấu chốt gì ở trong? Và cái sự trường tồn của một cái khối NATO này theo cái dự đoán của anh nó như thế nào nữa? Giáo sư Dũng, cảm ơn. Thưa quý vị, có thể nói là trong cái trường hợp này, người ta thấy cái ông mà tổng thư ký của NATO đó là một cựu ngoại trưởng của Na Uy. Cái tay này rất là giỏi. Đây chuyên nghiệp về chính trường. Tay này rất giỏi. Ông đó tên là Stoltenberg. Ông là một cái nhân vật này là như thế này. Vì ông ta là một nhà ngoại giao. Cho nên đó, ông ta rất là tay rất tế gì mà vừa rồi được tái đắc cử trong nhiệm vụ tổng thư ký thêm mấy năm nữa. Thì như vậy là tay được rất là tín nhiệm. Thì ông ta có cái trách nhiệm thứ nhất bây giờ đó, giải hòa các cái xung đột nội bộ, định nghĩa được cái thế tồn tại của NATO và huy động được sức mạnh của NATO vào trong thời kỳ hiện đại. Đó là vai trò của NATO. Thì có thể nói rằng ông này ông dùng những ngôn ngữ rất là khôn khéo, bên các cư sự rất khôn khéo Stoltenberg này. Thứ nhất, ông đã nói về sự khác biệt. Ông nói cái sự khác biệt là không phải là không có, và cũng không, nếu nó có cũng chẳng phải là bất thường, không phải là unusual. Bởi vì sao? Cái sự khác biệt trong một cái xã hội dân chủ, sự khác biệt nó là bình thường. Nhưng mà cái điều hay đẹp của NATO là khi hữu sự thì họ rất là đoàn kết vào một khối để bảo vệ cái sức mạnh và cái mục tiêu lý tưởng của NATO. Thì ông ta rất là khôn khéo. Ông ta nói cái chuyện khác biệt ấy, là chuyện bình thường trong xã hội dân chủ. 29 nước, 29 thành viên, làm sao không có khác biệt? 9 người mà 10 ý đâu. 9 người mà làm sao khác biệt? Cái đó chuyện không anh chuyện, không anh chuyện không báo xác nhận là có.
nhưng cái quốc thường không? Không. Mà cái hiệu hay đẹp của NATO là đất đồng lòng để bảo vệ nhau. Với tinh thần đó, là trong quá khứ đến giờ này, trong quá khứ là cổ suý dân chủ, bảo vệ dân chủ là all for one, one for all, thế tinh thần là tất cả các nước vì một nước. Từ khi anh bước trong NATO, anh mới ký một cái contract, cái hợp đồng là thành viên. Trong đó cái điều thứ 5 trong cái NATO là gì? Chấp nhận là khi một quốc gia nào bên ngoài NATO tấn công một thành viên NATO thì coi như quốc gia bị tấn công, bị cái rét gì chống đỡ, tham chiến. Và ngược lại, một quốc gia nào trong đó bị tấn công thì mình cũng tham chiến. Trên cái tinh thần đó là tinh thần one for all, một nước vì tất cả mọi nước, và all for one, tất cả mọi nước vì một nước. Như vậy đó, với tinh thần đó thì các nước Ukraine làm sao để đụng nổi Nga, hoặc là các nước vùng Baltic nó nhỏ xíu rồi làm sao đụng nổi Nga, thì họ sợ cái sự xâm lược của Nga và cái nền dân chủ nước họ, cho nên họ tìm mọi cách họ gia nhập NATO, và họ nhờ cái điều 5 của NATO đó là một chiếc dù để bảo vệ cái độc lập nền dân chủ non trẻ của họ. Đó là lý do tại sao càng ngày NATO mở rộng ra Âu Châu, mở rộng ra các cái vùng khác mà Nga quan ngại. Nga đâu muốn các nước này theo NATO. Nga không muốn Ba Lan theo NATO, Nga muốn tìm cách theo NATO, Nga không muốn Hungary theo NATO, Nga không muốn Latvia theo NATO, Georgia theo NATO, Ukraine theo NATO. Nga muốn điều đó, chia đến đây. Nhưng bây giờ các nước đó nếu mà đứng riêng một mình họ chịu không nổi, tại vì họ nhờ cái all for one là one for all, tất cả các quốc gia vì một quốc gia, một quốc gia vì tất cả các quốc gia. Cái tinh thần đó bảo vệ các thành viên NATO, cho nên ai cũng muốn mình gia nhập NATO có để có bảo hiểm, để có sự che chở, để có sự bảo vệ. Và chính vì cái lẽ đó thì NATO bây giờ nó trở thành một liên minh mới, mang thêm màu sắc nữa là liên minh để bảo vệ liberalism, chủ nghĩa tự do, chống lại autocracy, chủ nghĩa độc tài. Và trong cái cuộc chiến tranh mà sau cái chiến tranh 911 chống khủng bố quốc tế đó, thì rõ ràng NATO đứng về phía cuộc chiến tranh chống khủng bố, hợp tác với Mỹ, đứng về phía hợp tác chống khủng bố, và trở thành một lý tưởng nhân loại là toàn nhân loại chống ISIS. NATO chống ISIS, NATO chống khủng bố, đúng không? Thì cho thấy rằng NATO đưa theo Mỹ đưa quân Afghanistan, NATO theo Mỹ để mời cuộc chiến của Syria, đúng không? Và bây giờ để chống độc tài thì thấy cái thế giới của NATO và thế giới theo Mỹ để ủng hộ Guaido, Venezuela. Cho nên đó, cái cuộc chiến bây giờ của NATO không còn là chống chủ nghĩa cộng sản nữa, mà là chống cái chủ nghĩa độc tài. Trong đó ví dụ cho thấy là chủ nghĩa độc tài là gì? Họ không muốn cái thế giới tự do mạnh. Họ không muốn cái thế giới tự do mạnh, bởi nếu để thế giới tự do mạnh á thì là đe dọa sự tồn tại chế độ của họ. Cho nên Nga phải đánh vào dùng cái vấn đề những internet, đánh vào cuộc bầu cử của Mỹ, làm lung lay đi cái nền dân chủ nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ mà không đại loạn bên trong đó, không đánh đó đá bên trong như mấy năm vừa qua thì nước Mỹ là khối đoàn kết, là gương sáng, và Nga sẽ làm chịu đựng. Cho nên nhiệm vụ của Nga là đánh vào nền dân chủ nước Mỹ. Nhiệm vụ Trung Cộng tìm mọi cách đánh vào dân chủ Mỹ, bỏ tiền ra mua chuộc các đồng minh của Mỹ, bỏ chuộc ra mua từ những liên minh của Mỹ để chi? Để kéo vào phía Trung Cộng, hối lộ, tham nhũng, đặt căn cứ quân sự để làm yếu đi cái thế của các nước dân chủ.
Nhiệm vụ ngày trước là theo vết chân của sức mạnh về quân sự Liên Xô xâm lược các nước khác để mở rộng về cộng sản. Bây giờ theo bước chân của kinh tế, ngoại giao và quân sự, Nga và Tàu tiêu diệt, tìm mọi cách làm yếu đi và tiêu diệt các xã hội dân chủ, xã hội tự do để lũng đoạn họ, để giữ sự tồn tại của cái chế độ độc tài đó tại quê hương của họ. Do vậy chúng ta thấy cho những nhiều lúc đó, cộng đồng hải ngoại cũng vậy, chúng ta thấy rằng một trong những nhiệm vụ của cộng sản Việt Nam sẽ đánh cộng đồng hải ngoại này để cho biết cộng đồng hải ngoại này tan tành, xào da xấu thịt, tranh chấp, chửi bới, gây lộn, chụp mũ, tố cáo này nọ kia khác, rối loạn, để chi? Để không còn cái im trờ và tin tưởng nhau để làm sức mạnh đoàn kết, để im trờ cho quốc nội được nổi dậy hay là đe dọa chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Trên đấu tranh họ gieo mầm móng tiêu diệt cái dân chủ, tiêu diệt đoàn kết tại hải ngoại, là bảo vệ Việt Nam, bảo vệ Tàu, bảo vệ Nga. Do vậy NATO dưới cái thời mà trong cái chu kỳ hiện đại này đó, dưới cái thời ông Stoltenberg này, ông định nghĩa NATO mục đích cao đẹp và thiêng liêng như người chàng tráng sĩ trừ gian diệt bạo đó vẫn tiếp tục còn. Và lần này nó là cuộc gì? Nó là đứng về phía tự do, đứng về phía chính nghĩa trong cuộc đấu giữa liberalism, chủ nghĩa tự do, và autocracy, chủ nghĩa độc tài. Vậy NATO nằm trong cái phương diện này, cho nên nó vẫn mang cái sắc màu của thời cuộc, rất là thời cuộc, trong khi cái sự bành trướng của độc tài của Tàu, độc tài của Nga, độc tài của Bắc Hàn ngay gần quanh hành trên cái thế giới này, thì cái vai trò của NATO còn, thậm chí ta còn nghĩ là NATO nên mở rộng ra nữa, là mở rộng ra tiêu Đại Hàn và Nhật là một cái liên minh, và các nước ở Nam Mỹ là một liên minh, để chi đó, cái liên minh NATO trên thế giới là gồm liên minh cái Global NATO, là NATO toàn cầu, không phải chỉ long live NATO, không phải vạn tuế NATO, không, NATO is not dead, NATO không có chết, NATO chưa từ trần và người ta còn đang có cái ý định là NATO phải mở lên toàn cầu, là Global NATO, NATO toàn cầu, để chi? Để cùng lãnh đạo thế giới này bước vào cái trận là bảo vệ chủ nghĩa tự do của nhân loại, chống lại chủ nghĩa độc tài. Thì nếu trong tinh thần đó thì chúng ta thấy rằng NATO đã tìm sức sống mới trong tương lai mới. Dạ vâng. Nhân dịp 70 năm, right? Happy birthday. Happy birthday. Thì giáo sư Dũng, để kết luận vấn đề ngoài nói chuyện ngày hôm nay giữa hai đêm chúng tôi, giáo sư Quân Dũng và chúng tôi Quân Xuân Nam, xin mời giáo sư có những lời cuối cùng. Dạ vâng, cũng cùng với anh xin được chúc mừng. Kính thưa quý vị, quả thật chúng tôi khi lên đây đó đã đọc hết cái bản nội quy của Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Khi mà chúng tôi đọc thì tôi mới thấy rằng quả thật cái những cái điều luật ở trong đó nó tạo cho cái người dân ở đó, cái xứ sở ở đó, những nhà lãnh đạo ở đó phải đi đúng với cái con đường mà cái nguyện vọng của người dân ở đó mong chờ, chính là họ phải cải tiến cái cuộc sống cho cái người dân để bảo đảm được cái nền móng tự do và cái sự độc lập trọn vẹn lãnh thổ. Đây là những cái điểm mấu chốt mà chúng tôi nghĩ rằng trong những thời gian sắp tới đây đó, một số các quốc gia Á Châu họ cũng tìm mọi cách để có thể bước vào, bởi vì đây là một cái sự bảo vệ chung của những quốc gia cùng mạnh với nhau, cùng thăng tiến với nhau, cùng nắm tay với nhau để nói rằng anh không thể xâm lược tôi cũng không thể xâm lược anh, cho dù anh có mạnh gì đi nữa, nhưng mà chúng ta cùng tôn trọng với nhau trong một cái cộng đồng quốc tế. Cho nên thưa quý vị, cái khối NATO nó quả thật là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó cần phải phát triển để tạo nên một cái thế quân bình. Bởi vì thưa quý vị, trên thế gian này đó, bất cứ lúc nào ở đâu đó, nó cũng có ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng và bóng tối nó tượng trưng cho một cái điều tốt và cái điều bất thiện. Và dĩ nhiên cái điều bất thiện đó, nó ở trong bóng tối mà nó thuộc về âm. Cho nên nó luôn luôn mạnh. Và nó mạnh đó, nó làm cho con người cũng dễ điêu đứng lắm. Mà nếu chúng ta không có một cái khối nào đó để mà chống lại với cái điều mà chúng ta gọi là bóng tối của sự tội ác, bóng tối của sự xâm lược, bóng tối của sự dối trá, hù dọa và khủng bố, thì chắc chắn rằng thế giới nó sẽ càng ngày nó càng làm cho chúng ta tiêu điều.
Cho nên mặc dù Tổng thống Donald Trump ông lúc nào cũng nói rằng American First, tuy nhiên với cái nhìn sâu xa, với cả một cái bộ chính trị, với những nhà cố vấn, thì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng tiếp tục để mà bảo vệ cho khối NATO. Bởi vì bảo vệ khối NATO không có nghĩa là bảo vệ cho những quốc gia ở tại Atlanta, là ở tại nơi đó, mà bảo vệ khối NATO chính là bảo vệ cho chính mình, là bảo vệ cái quyền lợi của một nước dân chủ như Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, bảo vệ cái thiện và bảo vệ cái tốt đẹp. Thì đó là điều mà hôm nay một lần nữa chúng tôi cũng xin quan nghiên để thấy được cái hình thành của khối NATO 70 năm qua. Và biết đâu anh em chúng tôi cũng sẽ ngồi đây để có thể chúc mừng cho khối NATO 80 năm. Đó là cái điều mong ước, phải không anh? Yeah. Ông Stoltenberg, tổng thư ký của NATO, nói câu rất hay. NATO giúp cho Mỹ qua những quá khứ như nay quanh quanh cuộc chiến chống khủng bố vân vân, nhiều cuộc chiến. NATO giúp cho Mỹ an toàn hơn, an ninh hơn và uy tín hơn. Uy tín hơn. Đúng. Cho nên cái chuyện mà chúng ta lưỡng lợi mà, lưỡng lợi là hai bên đều tựa vào nhau để mà mạnh ra. Cái thứ hai đó cũng định nghĩa cái chữ thứ hai nữa là cái mục đích ban đầu NATO và mục đích hiện nay NATO là preserve peace and safeguard freedom, là bảo vệ hòa bình và canh giữ tự do, cùng nhau canh giữ tự do. Dạ vâng. Thì chúng ta biết là khi mà xã hội nó chưa có, nó chưa có hòa bình và xã hội nó chưa có cái tự do hay tự do bị đe dọa, thì sự canh giữ cho hòa bình và canh giữ tự do quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Thì chúng ta nghĩ rằng, hy vọng rằng nhân cái mùa sinh nhật lần thứ 70 của NATO đó, NATO nhìn một cái đoạn đường chàng tráng sĩ vung gươm với cái tuốt gươm ra trận trên một cái mặt trận mở rộng hơn. Trừ gian diệt bạo. Chúng ta chúc mừng NATO lần thứ 70 sinh nhật. Xin được chúc mừng tất cả quý vị an lành và cảm ơn Việt Nam.